Mọi người có thể thấy là em đang cõng trên lưng tới 6 quả đu đủ. Và sau quả đu đủ này thì cân nặng cũng phải tới, theo mình đoán thì chắc là tầm 5-6 cân. Ô không, không có nhà chỗ khác à? Ôi, gần như là bạn Lan là người mà sẽ quán xuyến hết tất cả các việc gia đình thay cho mẹ, bởi vì là em bé kia còn quá nhỏ. 2 ngày rồi mà không được ăn một cái gì. Quý vị các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nếm đang có mặt tại huyện Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng. Tại đây là một huyện xa xôi nhất của tỉnh. Vì vậy là quanh khu vực này chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những bản làng sinh sống ở trên dãy núi cao. Nơi mà mình đang đứng đây chính là sông Gâm. Và con sông Gâm này thì có màu nước rất là xanh. Con đường mà dẫn từ thị trấn Bảo Lâm sang với cả Bắc Mê của Hà Giang cũng rất là đẹp, khi mà được uốn éo quanh cái rìa con sông Gâm thế này. Mọi người có thể quan sát là đây, xa xa kia chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những căn nhà mà của người Hờ Mông sinh sống ở trên đỉnh núi rất là cao. Ngày hôm nay thì mình muốn tới thăm một ngôi nhà mà đang nằm treo leo trên cái vách núi. Đây, cái tảng đá này này, phía sau đây sẽ có một ngôi nhà ở trên đó luôn. Và mình cũng không hiểu tại sao mà bà con có thể là chọn những cái nơi cao như vậy để sinh sống. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đường tới với cả cái ngôi nhà mà trên tảng đá vách núi nhá. Con đường dẫn vào ngôi nhà ở phía bên trên thì chúng ta sẽ phải trải qua cái con đường đất như thế này. Và những cái con đường đất như thế này thì nếu mà đi vào ngày trời mưa thì nó hết sức là khó khăn. Thực sự rất là khó khăn luôn. Uầy, cua một cái. Chúng ta phải đi bằng số 1 các bạn ạ. Đây, những cái cua cua khá là gắt luôn. Và rất là dốc. Tập quán của bà con người Mông là du canh du cư từ rất xưa rồi, nên cái chỗ nào mà có nguồn nước hoặc là có thể là cắm dùi để làm nhà trồng trọt thì họ sẽ đều làm. Đây, tới đây thì chúng ta chỉ có thể đi đường đất thôi. Hình như là ở đây cũng có điện rồi. Wow, rất là khó khăn. Đây, những ngôi nhà của người Mông đây. Wow. Ngày mà trời mưa thì chắc chắn là chúng ta rất dễ bị ngã xe vì đường rất là dốc và trơn. Đây, để lột tả được cái sự khó khăn của bà con ở trên này thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái con đường này nhá. Vừa nãy mình phải bỏ một tay để đi, nhưng bây giờ thì mình sẽ đi hai tay như thế này, nó sẽ đảm bảo hơn. Chỉ cần là sơ sẩy một tí thì mình sẽ xuống cái ruộng ngô kia mất. Wow. Nếu có gì sai sót mong mọi người có thể thông cảm cho mình nhá. Con chào bà. Nho cho ông bà. Ui, ui. Chào cô chú nhá. Em chào anh chị. Ôi, đi khó quá. Làm nào để cháu đi tiếp à, đi tiếp đường này ạ. Ui, cháu cảm ơn nhá. À. Ui. Ui ơi. Ui, đường rất là khó khăn. Ui ơi. Gần như là nếu mà để lên được nhà này thì sẽ phải đi qua nhà khác. Vì vậy là an ninh ở đây thì mình nghĩ là đảm bảo tuyệt đối luôn. Wow, một trải nghiệm mà nhớ đời với Tùng Nếm luôn. Ui. Đây,
Wow, mọi người nhìn này, mình đang phải đi hết sức chậm rãi này, không biết là mình phi xuống đây mất. Thôi từ từ, mình phải cho cái máy đằng trước này. Một bên là cái này thì chỉ có vừa một xe máy đi thôi, và thậm chí là đây, nói về tài nghệ chạy xe thì có lẽ là bà con ở trên vùng cao này phải nói là đỉnh. Đây là kiểu đi nhiều thành đường thôi chứ cũng chẳng phải là đường. Trời ơi, nó rất là trơn và dốc. Ai da, ai da. Đấy là lý do tại sao mà các bạn có thể thấy là cái chiếc xe mà mình đã mượn được đây phải lắp cái lốp, bà con gọi là lốp hoa chân chó. Vì những cái ngày mưa ấy thì nó mới có khả năng là giúp cho bà con leo dốc. Và đôi khi là sẽ phải sử dụng thêm cả xích quấn lốp nữa. Cái này mà mình chở thêm một người nữa chắc là không được đâu. Mệt quá. Bé ơi, đây chú cho kẹo con này. Nhà giòn, nhà con ở đâu? Trên kia cơ á. Thế cái nhà mà phía bên vách núi kia thì là đi đường nào? Đi đường này luôn hả con? À, là đi là đường chú đang đi đúng đường đấy à? Đây, chú cho kẹo hai vé này. Con đi đâu về đấy? Đi ở bản á? Xuống dưới này làm gì đấy? À, mua quả đu đủ à? Ôi, đây, chú cho kẹo hai con này. Này, này. Đây, hai chị em nhà, đây là hai chị em ruột luôn à? Ờ đấy, hai con. Ơ chết rồi, để chị thôi. Đây. Đấy. Con tên là gì? Tên là Lan. Lan à? Đây chú cho. Đây. Đấy. Thế còn em này tên là gì? Tên là Phành. Phành. Thế là hai chị em đã đi học chưa? Đi. Đi học ở đâu? Đi học ở trường. Con chỉ cho chú nhà trường ở đâu? Nhà trường ở trên Lộc Vàng. À, trên chỗ mà chú đến đấy à? Ừ. Thế con nhà con ở phía bên này. Đi đường nào để lên trên này? Đi đường này thì xe máy không đi được à? Không. Ô thế nhà con có điện không? Không có. Không có điện. Ừ. Ồ. Thế thì chỗ này à? Thế vừa em bố mẹ đâu đi đường nào? Con chỉ chú nào, cái đường nào này? Bố mẹ ở đường này á. À, tức là đi bắt đầu đi từ đây này, không đi lên đúng không? Ừ. À, đi bộ à? Ừ. Chú cảm ơn nhé. Đây là đu đủ làm ai nhờ mua đấy? Bà ở trên kia á. À. À, thế bây giờ mình mua đu đủ của bà xong mang lên trên để nấu à? Ừ. Mọi người có thể thấy là em đang cõng trên lưng tới 6 quả đu đủ. Và 6 quả đu đủ này thì cân nặng cũng phải tới, theo mình đoán thì chắc là tầm 5-6 cân, 5-6-7 cân đấy. Hai chị em rất là ngoan. Đây là một cái cơ duyên mà đã giúp cho mình có thể là gặp được em Lan với cả em Phanh. Con đấy, để chú, con bỏ lại chú sách cho. Đây. Ui, nặng phết đấy. 6 quả này mua bao tiền rồi con? Không mua. Xin à? À, đi, để chú xách cho con nhá. Đây là, trong này là rau dớn và đu đủ. Thì tối nay chắc là cái quả đu đủ này sẽ được sử dụng để làm thức ăn. Con ăn kẹo đi. Ui, dốc cao thế nhở? Wow, mọi người nhìn này. Chiếc xe của mình đang phải để ở dưới kia, không thì không thể là lên trên này được. Đường rất là dốc. Lan năm nay là bao nhiêu tuổi rồi con? 10 tuổi, tức là con đang học lớp 4 à? Lớp 4, thế em con thì lớp mấy? Lớp 1 à? À, hai chị em, nhà chỉ có hai chị em thôi à? 3, thế em nữa đâu? À, đang nhỏ à? Mấy tuổi rồi? À, uầy, con đi được siêu thế, dốc như này mà con đi được nhở? Uầy, chú thở không ra hơi rồi. Ngày nào con cũng đi xuống mấy lần như này à? Thế con đi học một ngày mấy lần? Hai
hai lần à? Tức là trưa mình về nhà á? Hả? Trưa ngủ lại luôn à? Ôi, đây mọi người nhìn này, đường dốc lắm luôn đấy. Xin lỗi mọi người, mình thở gấp vì mình mệt quá. Thế này mà bé Lan vừa nãy mà cõng thêm sau quả đu đủ này thì rất là mệt luôn. Con đi nhanh quá chứ không theo không kịp. Này trời mưa đi khó lắm con nhỉ. Có vẻ như bà con đốt cái dãy này để làm nương mọi người ạ. Ôi, còn bao lâu nữa là tới rồi con? Sắp tới chưa? Em con đâu rồi? À, chú nóng toát cả mồ hôi rồi. À đây rồi. Mệt quá, mệt quá. Mẹ con đâu? À. Ui. Em chào chị. Chào chị. Em vào chơi tí nhá. Em đang trên lên lũng vải thấy Lan với Phành. Ui. Đây nhá, chú để đu đủ đây nhá. Chào chị. Chị đang trông em bé à? Trên này là lán hay là nhà? Tối nhà mình ngủ ở đây con à. Em chào chị nhá. Ôi, tối nhà mình ngủ luôn đây à? Chào con à. À, thế nhà mình chính ở đâu? Nhà mình chính ở đâu? Là ở đây luôn á? Ô không có nhà chỗ khác à? Ôi, sao chồng lại bán đi ạ? Ôi, chào con nhá. Đây chú cho kẹo, chú vẫn còn kẹo này, kẹo phần hai anh em này. Đây, đây con này. À, đây là anh trai lớn thế à? Thế là nhà có bốn anh em à? Ồ, thế mình mấy người ở trong này cơ. Tối bố có về không hả chị? Tối bố về không? Ờ. À, muốn đi làm thuê à? Rồi, là con nhé. Con là con lớn nhất à? Anh trai lớn nhất à? Anh trai này bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh trai này bao tuổi? 6 tuổi. À, 6 tuổi, thế là... À... Em đi một vòng quanh nhà nhé. Vâng. Chị tên là gì hả chị? Hả? Chị tên là gì? Hon thì sai. Sai? Vâng. Hon thì sai? Vâng. À, chị là người Mông à? Vâng. Vâng. Ôi. Mình cảm xúc rất là bất ngờ luôn. Đây là một cái cơ duyên mà mình tới với cả nhà em Lan, và mọi người có thể thấy là em chị cả của gia đình, sau tới bạn trai nhỏ bên trong, và đây là bạn thứ ba. Bạn thứ tư thì mới hơn một tháng tuổi. Mọi người có thể thấy là căn nhà này đúng như một căn nhà tạm luôn. Nhà này thì mình ở cố định ở đây hay là lâu lâu mình chuyển chỗ khác hả chị? À, đấy thì căn nhà là bằng 4 cái cọc gỗ lên trên này, và bên dưới là cái mái, cũng không phải, dưới là cái sàn thì là bằng những cái thanh gỗ và những cái thanh tre, và bên trên thì được lợp bằng cái chính cái lá cỏ chanh mà vừa nãy chúng ta thấy có một chị thu hoạch đấy. Cuộc sống ở đây thì bà con sẽ chủ yếu là bám vào núi rừng, cũng chỉ có vài cái chảo như này thôi. Gạo là mình để đằng sau kia hả chị? Gạo để bên kia. Vâng. Đấy, xong rồi mình lấy hai cái chăn này để mình làm nền hả chị? À. Nhưng mà tại sao nhà cũ mình có mình lại bán đi hả chị? Sao có nhà lại đi đem đi bán đi? Không biết à. À thế ạ. À.
Tại sao mình không ở dưới thấp mà mình lại phải lên trên cao này ở chị? Chị không biết. À vâng. Thế hàng ngày các con đi học là các con sẽ đi từ đây đi ạ? Đi học. Là sẽ đi bộ từ đây đi ạ? À, thế sách vở của các con đâu ạ? Ở trên trường à? À, Lan ơi Lan, sách vở của con đâu hết rồi? Sách vở á? À? Ở trên trường à? À, xé rồi. Sao lại xé? À, bây giờ con không đi học nữa à? À, đây. Đây mình sẽ đi một vòng quanh ngôi nhà này. Đây là có vẻ như cái một cái thùng, một cái hộp để cho bà con, à, gia đình anh chị là đựng mắm muối, dầu ăn và đồ nấu nướng ở phía bên trong. Còn trên này là một vài cái đồ gia dụng. Bên này nữa. Ngày trước thì nhà mình ở đâu hả chị? Chị Sai. Ngày trước nhà mình ở bãi đâu? Không biết đâu. Không biết á? Thế ngày trước, trước khi mà tới đây ở này, thì nhà chị ở đâu? Chị có thể chia sẻ cho em một tí được không? Không biết gì cả. Dạ? Không biết địa danh á? Còn ở đây xa thế, ở xa đây không hả chị? Chị bao à? Đây, mọi người ơi. Con đang nấu cơm ở Lan? Thế con đang là đốt lửa làm gì? Nấu cơm nước. À, cơm nước à? Thế một ngày nào con cũng phải nấu cơm à? Không. À, em bé rất là giỏi, giúp đỡ bố mẹ trông em rồi nấu cơm. Ở đây thì nước nó lấy từ đâu hả con? Nước này. Nước lấy ở trên kia. Thế con phải đi cõng nước à? Ai là người cõng nước? À, Lan là cõng á? Con là người cõng luôn. Cả một cái này á? Cả một cái can 20 lít này con cõng được. Trời ơi. Gần như là bạn Lan là người mà sẽ quán xuyến hết tất cả các việc gia đình thay cho mẹ, bởi vì là em bé kia còn quá nhỏ. Thế ngày trước con đi học con có vui không? Đi học có vui không? Vì sao? À, ở lớp không vui à? Hả? Ở lớp đi học có vui không? Không. À. Con có muốn đi học lại nữa không? Sao? Cái con này không khóc thì không. À. Nhưng mà nếu mà em mà không khóc thì con có đi nữa không? Không. Con quyết định ở nhà luôn à? Ừ. À. Thế là nhà mình chuyển đến đây được 2 ngày rồi. À, nhưng mà từ hôm đến giờ là nhà mình chưa có gì ăn á. Không có cái gì nữa. Thế nếu mà đói thì mình ăn bằng gì giờ? Ăn cơm với rau. Lấy gạo ở đâu ra? Đấy, lấy gạo á. Ừ. Lấy gạo. Không có gạo ạ. Ô, thế lấy cái gì nấu hả chị? Ăn mỗi rau thế á? Ăn mỗi rau thế à? Tức là ăn mỗi rau thôi. Ăn mỗi rau. Mỗi rau luộc thôi á? Ừ. Theo mình tìm hiểu thì bố của em Lan này bán nhà, chắc là có thể là do mâu thuẫn gia đình nên hai anh chị không đồng quan điểm. Nên là chị mới phải lên đây ở như thế này và cũng không biết dựa vào người thân nào trong gia đình. Con đừng nghịch dao nhé, để đây tạm đấy nhé. Đấy nhá, mình nhá. Ờ, để con để tạm đây đi. Thế đấy. Đây là đang tắm cho các em bằng cách là việc đun một nồi nước này, xong là lau sạch các vết nhơ. Con thế con có muốn về nhà cũ ở lại không? Không. Vì sao? Vì sao con không muốn về nhà cũ? Sợ à? Sợ bố mắng à? Thế bây giờ chỉ có đi theo mẹ thôi thì à? Lan đi theo mẹ. Lan đi theo mẹ đúng không? Mình sẽ phải đi mua cơm đã, bởi vì 2 ngày hôm nay thì các em ấy chưa được ăn cơm rồi. Ôi.
Stop. Ui. Đây là lấy cơm đi cơm. Ui. Để xe đây thôi. Đây là quyết định để xe đây thôi. Giờ chúng ta sẽ cùng mang cơm lên nhà chị Lan ở trong sâu trong khu rừng trên này. Cảm ơn bạn Chào Vlog đã anh em vất vả để mang được ngày này cơm với cả mua thêm một cái chăn để cho hai mẹ năm mẹ con sẽ chống đói sau khi mà 5 ngày không được ăn gì. Nào chúng ta cùng lên trên đấy thôi. Tầm này trời rất là tối rồi nên cái việc mà đi lên trên này rất là khó khăn, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào mà thấy được đường đâu. Mệt quá. Nãy giờ mình với cả bạn Trao ngã mấy lần ở trên cái chuyền dốc kia, bởi vì chiếc xe nó không thể nào cố được. Nhưng mà cũng rất may là sau khi cú ngã đấy thì mấy túi cơm này nó vẫn chưa bị hề hấn gì. Nhầm đường. Đây đây. Lan ơi. Chú đây. Mệt quá con ơi. Ây, chú mang cơm đến cho mọi người này. À, chú đây, mệt quá con ạ. À, này, mọi người ngủ à? Mẹ ngủ chưa? Mẹ không ngủ, mẹ hít là điện thoại. À đây, đây cơm đây, mấy đứa ăn đi. Đây, mọi người thấy không? Mình, xin lỗi, mình mệt quá. Chú không thể nào ngày nào con cũng trèo được như thế. Đây cơm có cả canh các thứ đấy. Con con lấy ra cho em ăn đi. Này. Đây là cái chăn chú mang để Lan năm mẹ con đắp cho nó ấm nhá. Đây Lan cầm vào đấy cho giúp chú ấy. Này. Đây. Đây nhá. Ôi. Đấy. Nếu cho các bạn thử một lần ở trong đây một đêm, các bạn có đủ kiên nhẫn và can đảm để ở đây không? Rất khó khăn. À, Lan ơi Lan, mình ra đây ăn cơm đi nhá. Chú sẽ ngồi đây. Mẹ bé Lan thì vẫn cần phải liên lạc với mọi người nên đang đi bộ xuống mãi tít dưới kia, cái chỗ mà chúng ta để xe máy ấy, xa hơn một tí nữa và sẽ sạc điện thoại đó.
còn các em sẽ ở nhà trông trông nhà. Hai ngày nay con không được ăn cơm à? Không được ăn cơm à? Đấy, con với các em ăn đi nhá. Con ở trong đấy có thìa đấy. Đây. Đây, chú xin lỗi nhé, vừa nãy chú đi xe chú bị đổ ấy. Đây, có đũa con à. Trong đây có đũa này. Có đũa không? Có một túi là túi cơm đây này. Đây này, cơm đây, đấy là túi thức ăn. Còn đây túi cơm đây. Lấy Lan mở cho em nhé. Đây con bỏ cái đèn đội đầu ấy cho chú soi cho nhá. Đấy. Con đói lắm chưa? Ừ. Thương con nhá. Mai chú sẽ quay lại đây nhá. Đây cơm đây này. Mấy đứa để chăn này sâu trong này, tí nữa mình tối mình nằm nó đã bị bẩn nhá. Đấy, đúng rồi. À, đây cơ. Mấy đứa ngồi thò chân ra ngoài đi. Đây, ngồi thò chân ra ngoài con. Đấy, đúng rồi. Đây con ngồi ở đây xong rồi con thò chân ra ngoài ăn nhá. Cho nó sạch sẽ giường nhá. Đây, cố gắng nhá. Đây cơm này con này, đũa đây. Có đũa này. Có đũa này. Đấy, có thìa này. Đây có cả thìa luôn này. Em bé này ăn cơm được chưa? Em bé này ăn cơm chưa? Ăn được rồi à? Cơm còn rất nhiều nhá. Tí con phần mẹ một hộp nhá. Để cho mẹ ăn nhá. Đấy con ăn đi, các con ăn đi. Đây cơm còn rất nhiều đây. Đây này. Đấy nhá, ăn đi không đói. Ở đây chỉ có một cái đèn mà có với con đội đầu thôi à? Hả Lan? Có mỗi cái đèn con đội đầu này thôi á. Ăn ngon không? Thổi cho em không nóng nhá. Có cả canh đi này. Có cả canh đi này. Đấy, con cứ ăn cơm đi. Con ăn cùng em đi. Thực sự là ở giữa đêm, giữa rừng như thế này, nhiệt độ xuống rất là thấp luôn mình ạ. Hôm qua mình có ngủ một đêm ở gần đây, mình thấy là nhiệt độ ở ngay dưới cái thị trấn ấy, mà buổi đêm còn xuống tới tận đâu đó 12, 13 độ ấy, thì ở trên núi này rất là lạnh luôn. Vì vậy mà mẹ em Lan mới phải sử dụng một cái khu vực mà xung quanh được bao bọc bởi cái rừng cây thì mới che chắn gió được cho gia đình em. Đây phải dùng những cái màn vải màn này tạm để che chắn gió này. Các bạn ăn rất là ngon miệng rồi. Đây là đống lửa mà vừa nãy bạn ấy đốt lửa để nấu nước lau người cho các em. Hai ngày rồi mà không được ăn một cái gì. Cẩn thận nóng nhá, cẩn thận bỏng nhá. Ngon không con? Ngon nhỉ? Ăn đi, không đói nhá. Đấy, thậm chí là nước đây này, nước rửa ráy còn không có. Và mình rất là khâm phục em Lan. Giống như là các bạn trong tiểu học chúng ta biết được cái câu chuyện mà mẹ vắng nhà đấy. Một cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng cho những gia đình mà bố mẹ quá bận bịu với cái việc mưu sinh mà con lớn phải ở nhà như thế này. Đây. Em Lan phải là người quán xuyến tất cả, từ nấu cơm, trông em, đi xin rau dớn. Và em còn phải cõng trên lưng một cái can nước 20 lít, 20 cân. So với một đứa trẻ mà 10 tuổi mà nói chung là về mọi thể chất các thứ là thua xa với cả trẻ con thành phố, mà em phải leo đồi như thế này. Vừa nãy mình chỉ có cầm mấy túi cơm thôi, một cái chăn thôi mà mình rất là mệt. Mà không ngờ là em vẫn có thể là giúp cho bố mẹ làm việc đấy rồi. Đấy, từ kể cả việc là đút cơm cho em nữa. Với 5 suất cơm mà mình mua từ mãi tận thị trấn Park Miều thì mình tin chắc là các em sẽ đủ chống đói ít nhất là qua đêm này. Mình bỗng dưng rất là hạnh phúc khi mà trở thành một người ship cơm. Vô tình chưa, tình huống này đã khiến mình trở thành một người ship cơm từ tự mãi thị trấn Park Mầu và trải qua cái quãng đường mà mình nghĩ là rất nhiều những shipper khác sẽ phải khuất phục trước cái cung đường này. Nhiều lần chiếc xe mình đã phải bốc đầu lên và anh em đã ngã rất nhiều lần khi mà chở đồ lên trên này. Cuộc sống ở trên Cao Bằng này, huyện miền núi ở trên Cao Bằng này còn rất nhiều những cái hộ gia đình xung quanh đây. Và trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là đi hết ngõ ngách từng cái căn nhà trong khu rừng này để tìm hiểu về
đời sống của bà con, xem là ở mỗi gia đình thì sẽ có một cái câu chuyện như thế nào để mà lại khiến cho mọi người là phải lên rừng ở như thế này. Đúng là hôm nay mà là một cái cơ duyên, thực sự là một cơ duyên, bởi vì là mình không có ý định gì khi mà quay về cái khu vực này, chỉ là chạy ngang qua và thấy là khung cảnh bên dưới rất là đẹp và những ngôi nhà trên cao. Và trong quá trình mình đang đi trên đường, mục đích của mình là lên trên chỗ điểm trường trên Lũng Vài thì bỗng dưng là mình gặp thấy em Lan đang đang cõng 6 cái quả đu đủ về để ăn cho trừ cơm. Giờ thì Nếm sẽ làm một cái phép thử, đó là mình sẽ tắt cái đèn flash ở trên đi. Và mọi người có thấy là bóng đêm đã nuốt trọn cái căn chòi này. Và nó thực sự rất là tàn nhẫn luôn. Bóng đêm vừa là lạnh lẽo, vừa là cái sự cô đơn giữa một cái vùng núi như thế này. Xung quanh đây thì rất nhiều những cái loài ăn đêm. Mọi người có thể thấy là những cái tiếng chim ăn đêm đã bắt đầu là đi dạo quanh khu rừng này rồi. Mong là phép màu sẽ luôn xảy ra với những cái hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Mọi người thấy 4 đứa nhỏ ăn cơm rất là ngon miệng. Chúng đã bị nhịn đói suốt 2 ngày hôm nay rồi. Mà mình không biết là 2 ngày trước đây thì chúng có được ăn ngon như thế này không. Nhà thì đã bị bán rồi và cũng chẳng còn người thân để mà ở nữa, bởi vì ông bà ngoại thì ở mãi tít ở trong miền Nam cơ, rất là đáng thương. Nhiều thức ăn mà.